cũng cái duyên đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1.000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Sau nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó, ở dưới quê mà chị, đối diện đồng ruộng, mũi nó cũng chích. Chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp một câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng tiếp theo này. Và mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Giống như Nguyễn. Xin chào hai em. Dạ, em chào. Trời ơi, mới bước ra tưởng diễn viên Kim Huyền không à. Ờ dạ. Em biết chị Kim Huyền không? Cái chị nhỏ nhỏ con. Đúng rồi, nhỏ nhỏ đó. Dạ. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Đỗ Thuận. Em tên là Huỳnh Thế Hiển, em đang kinh doanh và phát triển thương hiệu gạo. Rất vui được đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và đây là Hiển của em. Thế là Hiển ở đâu? Dạ, bên em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hiển nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Thôi con mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Đỗ Thuận. Em tên là Huyền Trân, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang là luật sư tư vấn về doanh nghiệp. Cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau năm lớp 11. Mà thật ra là cũng không có gặp nhau, mà lúc đó là em thì em học A1, bạn học A4, tức là tụi em học chung trường cấp 3. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, tụi em ở Gò Công, Tiền Giang luôn á. Dạ, em với bạn có một cái bạn chung. Hiển thì chủ đích là muốn nhắn tin cho cái bạn đó. Hồi xưa cũng là cơ rớt năm cấp 2 nhưng mà không có quen, nên là lên cấp 3 thì mới liên lạc lại. Thời đó thì điện thoại di động nó cũng chưa có phổ biến á. Tụi em cũng mới xài và Hiển nhắn tin cho em là: "Bê ơi, Hiển nè, có khỏe không?" Là Trân ơi, Hiển nè đó đúng không? Lúc đó em nghĩ là như vậy. Thì cũng tên là đầu chữ cái tên là T luôn. Dạ, đúng rồi, lúc đó em nghĩ là bạn bạn của bạn Trân. Dạ. Ủa nhưng mà là Hiển cũng mất, có số của bạn này luôn. Dạ, không, mất liên lạc của với đúng bạn rồi, Thảo đúng rồi. Nhờ qua điện thoại của bạn Trân. Còn em thì em tưởng bằng này là bạn Hải lớp em, cho nên là hai đứa nhắn tin qua lại. Thì hôm sau bạn hỏi là: "Hôm nay có đi học không Tê? Dạo này sao rồi?" Cái em mới thấy là: "Ủa sao có gì đó sai sai, học chung lớp với em thì tại sao lại hỏi là có đi học không, mà còn hỏi là dạo này sao nữa?" Em mới nói là: "Ủa vậy H là ai vậy?" Em bạn này nói là: "Ủa, Hiển nè." Hiển nè. Thôi. Ồ. Sau khi phát hiện là nhắn lộn tin rồi sao nè? Dạ thì lúc đó nghĩ là thôi cũng cái duyên, đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1.000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Nhóm lại là do tiết kiệm, xả uổng. Uổng, hết 100 tin nhắn. Dạ. Nhắn xả vàng luôn, ai ngờ dính luôn. Ai ngờ dính luôn. Sau đó thì bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là quen hẹn nhau. Hẹn hò nhau lần đầu tiên á? Tụi em quen thì cũng lâu, mà thời gian hẹn hò chính thức á, xác định chắc ngày hôm ngày sinh nhật của Trân. Hôm đó thì em có ra ngoài nhà Trân, cũng trời mưa tối phập phùng, em thì cũng có chuẩn bị tạo bất ngờ cho Trân. Thằng bạn em nó chở em đi từ nhà em ra nhà Trân cách khoảng 5 km thôi. Hôm đó là ở ngoài em là ngoài đồng trống á, cũng vắng vẻ lắm mà cũng sợ ba mẹ em phát hiện. Cho nên là anh bắt cái thằng đó ở nút cái lùm tút đằng xa, còn ảnh đi bộ vô. Xong hai đứa em tặng quà thì em cũng có chuẩn bị là cầm dây chuyền, xong cầm dây chuyền nhỏ là trao qua cổ, xong rồi em hôn Trân. Cái tuổi đó mà xong giàu dữ vậy. Là dây chuyền bằng bạc thôi. Ủa, lúc đó là tụi em là học lớp mấy rồi? Lớp 12. Dạ, lớp 2. Mới 12 mà sao giàu quá vậy? Dây chuyền bạc thôi mà. Thôi nhưng mà dây chuyền bạc mất tiền nhiều lắm á. Đúng là cái tư tưởng của ảnh nó cũng đúng là kiểu dân kinh doanh luôn á. Dạ. Anh không nghĩ là tặng mấy cái nhỏ nhỏ, mà anh nghĩ là một phát là phải cướp được nụ hôn đầu đời của em. Tại vì bạc đó nó mới xứng tầm với cái nụ hôn đầu đời khi mà anh đi cướp của người ta. Tức là ăn khế trả vàng đó. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Được không? Thì cũng được. Sau nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó, ở dưới quê mà chị, đối diện đồng ruộng, mũi nó cũng chích. Mà thằng bạn em á thì nó nằm trong lùm, núp trong lùm á, nó chào. Xong em hôn xong em về xong nó chửi em quá thì chửi luôn. Nó chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Mình say nhau, nhưng mà tội nhất là bạn á. Dạ đúng rồi. Chắc về mặt phim ảnh á, thì hơi lãng mạn đúng không? Nụ hôn đầu đời ở cái chỗ đồng không mong quạnh, mũi mồng ngay mồng
phới luôn á, ít nhái đồ rồi dạ, chó sủa đồ, tụi em đứng đó chó sủa dữ lắm. Tính tới luôn đi. Dạ. Tính từ cái nụ hôn đầu tiên là hai đứa chính thức quen nhau, rồi đến bao lâu thì mấy đứa mới cưới? Tụi em có một lời hẹn 10 năm. Wow. Ủa tại sao lại tới 10 năm dữ vậy? Tụi em định hình là phải trở thành một người có công ăn việc làm tốt, dạ, rồi có thu nhập thì mới kết hôn. Và em rất là mong muốn là có một cái đám cưới thật là hoành tráng lung linh như ý, dạ, và phải bằng tiền của mình, cho nên là phải có một cái thời gian để chuẩn bị cái điều đó. Vậy anh đoán nha, chắc tụi em cũng mới cưới thôi đúng không? Dạ, tụi em cưới cuối năm 2020. Như vậy là các bạn quen nhau là lúc đó các bạn 17 tuổi, hẹn nhau 10 năm mới cưới. Dạ, tức đúng. Là đến 27 tuổi các bạn mới đám cưới. Dạ đúng. Như rồi. Vậy các bạn chịu không nổi, các bạn đã cưới sớm 1 năm. Dạ đúng rồi. Đúng tại không? Vì quen á là quen đầu năm 2020. Ông cứ giữ vậy cũng được, ta quen nhau 9-10 năm thôi cũng được rồi. Dạ. Coi như trong suốt cái thời gian mà hai đứa quen nhau là gần 9 năm rưỡi á, cứ êm đềm vậy hay có sóng gió gì không? Đó. Có kẻ thứ ba nhảy vô nhảy ra. Kẻ thứ ba thì không bao giờ có. Nói chung là có gặp khó khăn gì không? Đó. Dạ. Nếu mà khó khăn thì có. Dạ, khó khăn thì có lẽ là thời điểm mà sau khi tốt nghiệp của Trân và em thì chỉ tốt nghiệp khoảng 1 năm vì em nợ bằng anh Văn. Trong quá trình đó thì vợ chồng em cũng có hay xảy ra cơ bản là xích mích về buồn vui về việc Trân đi làm, Trân tiếp xúc với mọi người. Em thì ghen không, em không ghen, em thì lại là vui chơi nhiều hơn. Em chỉ học anh Giang thôi. Thời điểm học anh Giang có 2-3 ngày, thời gian còn lại thì hầu như là em đi chơi. Đi vui chơi. Đúng rồi, đi vui chơi. Ham chơi. Dạ đúng, hơi ham chơi. Khúc cuối tốt nghiệp đại học thì Trân nhìn đi nhìn lại các bạn bè xung quanh ra trường có tiền, trong khi đó em hơi bị èn cái khúc đó. Trân có động viên, có chia sẻ với em là không có bằng tốt nghiệp thì vẫn đi có thể đi xin việc được. Hồi xưa em cứ nghĩ là có bằng tốt nghiệp mới đi xin việc được. Thì bản điểm đã đầy đủ hết rồi, nhưng mà chỉ thiếu bằng anh Văn. Nhờ Trân động viên thì em nộp CV, Trân viết CV cho em nộp CV lên một công ty. Thì cũng cơ may mắn là cơ duyên là có thể là năng lực cũng cơ bản bản thân thì nộp CV với CV công ty ban đầu phỏng vấn thì em đậu luôn. Dạ em chém gió CV nhiều. Bên công ty làm đẹp em cũng đã tự tin rồi lắm. Tự tin cơ bản rồi nhưng mà chưa hài lòng với công ty đó. Thì mong ước của em là tìm một công ty nào đó liên quan tới ngành lương thực thực phẩm để em phải về phát triển chung của gia đình em. Dạ thì 1-2 tháng làm mà bên kia có một công ty phỏng vấn đầu ngành của ngành gạo, em cũng đậu vào rồi. Bây giờ, bây giờ đã vô tới cái hôn nhân nè, có nghĩa là có loài ra cái quen nhau 10 năm nè, ở bên nhau là 4 năm, 5 năm, 2 năm là coi như là cái là vợ chồng với nhau. Bao nhiêu tật xấu nó có lòi ra hết không em? Dạ thì thật ra em với ảnh thì ở chung nên em cũng chấp nhận được hết mấy tật xấu của ảnh rồi. Thì từ từ tụi em sửa với nhau, góp ý với nhau, mình vô thẳng luôn. Bây giờ anh nói là không bị vô thẳng vô luôn, không có những tật xấu gì, tật xấu bộ không, rồi có nhậu nhẹt không, có mê game không, đi ăn vặt vô định luôn á. Vậy hả? Ví dụ nào? Ăn vặt dễ thương mà chị cũng ăn vặt mà. Không, dạ, nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình chị. Ví dụ như ảnh đi đá banh về khoảng 8-9 giờ á, là anh sẽ xách bánh kem, đậu hũ, bánh tráng trộn, cháo tóc gì đó hả? Rồi bắt đầu anh gọi năn nỉ là em ăn với anh đi, anh buồn quá. Tôi kéo đầu là mình thì có lúc mình cũng giảm cân mà ảnh cứ vậy đó. Tức là gì nè, nếu mà ăn một mình không nói, nếu mà ăn cùng em có ăn không? Ăn sao mà ăn? Không đặng. Vậy em dụ chị thử chị ăn không? Thôi, em chỉ để chị dụ em có ăn cũng ăn à. Rồi bây giờ còn tật gì nữa nào? Chưa có con, rồi buổi tối về thì cũng không muốn làm gì nên là đôi khi ảnh cũng có thích đi chơi với bạn. Thì ảnh nghĩ chuyện đó rất là bình thường. Ảnh không bao giờ ngăn cản em đi chơi và cũng không có bao giờ hỏi em mấy giờ về hết. Ảnh cũng nghĩ là chuyện đó rất là đương nhiên. Hai đứa bây giờ vẫn có con hả? Dạ chưa, tụi em chuẩn bị có. Chuẩn bị có con. Mong muốn thay đổi luôn đi. Bây giờ sẵn vậy, vợ mong muốn chồng thay đổi điều gì đó hoàn hảo hơn. Dạ, so với anh của 10 năm trước thì mọi thứ nó đã đi theo cái hướng mà em mong muốn. Tất cả những cái kế hoạch mình mơ ước thì nó đều đã thành sự thật hết rồi. Bây giờ thì mình biết tiếp chương tiếp theo 10 năm nữa thì sẽ có những cái vai trò mới, làm cha làm mẹ. Em hy vọng là anh sẽ nỗ lực nhiều hơn vì gia đình của mình và để tâm nhiều hơn tới cảm xúc của em. Có đôi khi là nếu mà em trở thành mẹ thì có thể là cảm xúc của em nó sẽ vượt tầm kiểm soát của em vì có những áp lực, có những cái sự thay đổi về bên trong cơ thể. Thì anh hãy hiểu và quan tâm đến em hơn. Nói trước đó nữa, đừng vô tâm nữa. Đó. Rồi bây giờ tới Hiển đó. Vợ em thì nếu có tật xấu thì em nghĩ là chứng bệnh hoàn hảo của anh. Vợ em cũng lên kế hoạch, thí dụ có đi đâu, làm gì phải lên kế hoạch từ chi tiết. Nếu mà quá tốt, cái gì nó không đạt như kế hoạch đó, thì vợ em buồn, mà tự em buồn. Không có đưa ra giải pháp khác à? Luật sư mà em lên kế hoạch hết trơn rồi, chi tiết anh vẫn buồn. Nhưng mà vẫn buồn nên nó bớt đi sự hoàn hảo đi một tí.
bớt hoàn hảo đi thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng rồi. Em thấy mọi thứ không hoàn hảo thì em tự buồn vậy đó. Chứ thực ra thì nó cũng có gì để đáng buồn đâu. Thật ra là những thứ là tốt hơn so với mình. Rồi bây giờ mong muốn cái gì? Giờ mong muốn thì vợ em bớt đi sự hoàn hảo tí thôi. Bớt đi cái sự hoàn hảo xí thôi. Rồi bây giờ hôm nay nhân sự kiện mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, hiện có cái điều gì muốn nói với vợ hay không? Em cũng biết rồi. Trong khoảng cái thời gian qua thì từ ngày lấy em thì anh cũng đã cơ bản là về mặt kinh doanh, mặt tài chính thì anh cũng cố gắng sắp xếp để hỗ trợ cho gia đình chúng ta sau này. Mong là hai vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Dạ. Giơ tay ra. Trời ơi. Trời ơi, thiệt rồi. Đã đến lúc rồi, các em cần phải có thêm một thành viên mới trong gia đình. Dạ. Anh chúc cho hai vợ chồng nghe. Sau chương trình này về sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, sẽ thương nhau nhiều hơn nữa, và đặc biệt là trong vài tháng sau là các em sẽ nhận được một tin vui từ bác sĩ. Và qua năm sau, năm mẹo, các em sẽ chào đón một thành viên mới thật là tuyệt vời, khỏe mạnh. Rồi, cảm ơn anh, xin chào. Các bạn đứa tội nguyện nha. Anh ơi, em có thêm hai đứa bạn nữa nhé. Ủa kỳ vậy thì đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm hai đứa bạn nữa. Trời ơi, sao giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Quan trọng từng phân có ok không? Ok luôn. Lần đầu tiên cũng trải qua cảm giác đó, và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó, giống như là hai trong cãi nhau rất là nhiều, những cái chuyện linh ta linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Đúng vậy. Chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn trẻ, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Thì con tên là Bùi Thế Phương Thịnh, năm nay con 27 tuổi. Con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính bây giờ là đang là kinh doanh cuốn cảnh. Rồi. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vân, năm nay con 30 tuổi. Con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng làm chung ngày với chồng con luôn. Dạ. Vậy là Tường Vân là nhỉnh hơn ông xã là có 3 tuổi. 3 tuổi à? Dạ. Như vậy là cái mối tình chị em này chắc có lẽ là rất là thú vị đây. Đó, thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà hai chị em gặp nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thì thật sự là gặp nhau ở trên Tinder. Bữa đó là đêm Noel, chiều đó thì con mới nhắn tin, kiểu cái đó là mình lên mình quét thôi. Ví dụ ai mà match nhau á thì sẽ thấy nhau và nhắn tin được. Thì bữa đó con mới lên con thấy là vợ con thấy xinh quá, tại mũi cao, tại vì con rất thích mấy bạn nữ là mũi cao. Đó thì là con lên con mới nhắn vậy, thì tình cờ vợ con mới trả lời lại. Xong rồi trong bữa đó luôn là khoảng 2 tiếng sau là hẹn gặp nhau luôn. Dạ. Quá thần tốc đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Là không cần cái gương mặt, chỉ cần cái mũi cao là khoái rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Còn con sao? Thì lúc đó là kiểu như là ngày 24 tháng 12 thì cũng không, lúc con không quen ai hết á, thì cũng lên trên Tinder lướt thì gặp anh này, cũng hai em rảnh không đi chơi. Nhưng mà mình thì kiểu mình cũng không phải là gì mà không có bạn, không có bồn gì hết, thôi đi đại cho nó vui, thì cũng hẹn gặp anh này, thế là hai đứa gặp nhau thôi. Trước cách đó một tiếng á là hai đứa có video call với nhau. Thì lúc đó là vợ con mới đi làm về, thì thứ nhất là tóc nó rất là bết. Mặt thì da bóng dầu tùm lum hết. Trời ơi sao mà già quá vậy? Nhìn giống như 30 mấy. Tại vì trên đó là nó cứ ghi luôn là lớn hơn mình có 3 tuổi thôi. Thì nó đúng luôn cái độ tuổi là con rất là thích. Tại vì con thích quen người lớn hơn tầm 3 tới 2, 3 tuổi đó. Thì lúc mà trời sao kỳ đúng vậy rồi. Thì lúc đó con tính quay xe rồi, con không có tính gặp. Nhưng mà nghĩ là thì mình là đàn ông mà mình cũng hẹn phụ nữ người ta rồi thì nó kỳ quá. Đó kiểu vậy thì con cũng quyết định là con đi gặp. Thì trên đường đi thì vợ con lại gọi nói là anh ơi em có thêm hai đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy thì đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm hai đứa bạn nữa. Trời ơi, sao giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Đó là con muốn quay lại nữa rồi. Nhưng mà hơi lỡ hai lần tính quay đúng xe rồi, hai lần tính quay xe thì không phải là dẫn theo một gia đình, có nghe hai một cặp vợ chồng một đứa con theo rồi. Thôi tại nhìn có bạn thân thì rủ theo thôi chứ không phải là dẫn hai cô bạn. Nhưng mà lúc đầu đi kêu là dẫn theo hai đứa bạn thì con mới hiểu lầm. Sao kỳ vậy ta, đó kiểu như vậy. Vậy lúc mà con gặp bạn này ngoài đời thì con thấy sao? Con nói không phải gu tôi rồi. Tại sao vậy, nhỏ hơn mình đúng không? Ông để hình là ông để tóc màu nâu, cái mặt gọi là cũng gọi là chững chững,
ra ngoài có nói gặp thằng trẻ trâu nè, cái tóc vàng khè không biết vàng hay là màu bạc, nó rất là kỳ. Sao mà mặc cái quần mà rách, nó dùng người ta rách, tôi rách một cái đường mỏng như cái đùi thôi, rách tét luôn cái đùi luôn, rách tét luôn cái đùi luôn, quá ngon. Ủa quá tại ngon. Sao vậy, tại sao không mặc đồ đẹp để mà gặp người ấy mà tại sao lại mặc một cái bộ đồ mà rách rưới te tôi như vậy? Đúng rồi, với trẻ nó hay mặc cái quần mà tét tét mà kiểu rách khúc vậy nè. Đó, cách đây ba năm trước, hai ba năm trước á, tôi đi chơi hồi hen xong nói chuyện xong mới thấy là à, người này chắc là cái người sẽ bên cạnh mình suốt đời. Lúc con cũng đã xác định là ông này sẽ là chồng của con luôn rồi. Kỳ vậy? Xác kỳ định luôn, đi chơi tầm mấy ngày thôi. Còn Thịnh thì sao? Dạ, thì nói chung con cũng ngạc nhiên, tại vì vợ con lúc mà tắm rửa rồi trang điểm make up nhìn rất là khác luôn. Rất là đẹp luôn. Đây dạ, giống như vậy không? Xinh má như vậy không? Có. Đó, cho nên là lúc con đó thì nhẹ nhàng hơn nên là nhìn nó không có bị quá lố. Cái mood của con lên liền đúng không? Lên liền. Rồi đến lần thứ mấy thì bắt đầu mà thấy là bạn này là không phải trẻ trâu nữa. Dạ tầm cả một tuần sau là thấy ok. Con nói là tại lúc đó đeo vẫn còn đeo bông tai rồi bấm hai ba lỗ rồi nó cái con nói là em không thích anh để cái tóc đó. Em không thích anh mặc đồ giống như vậy nữa. Cũng không thích đeo bông tai thì ổng sửa ngay. Góp ý liền là ổng sửa ngay. Có nhậu xỉn không, có đi nhậu không? Dạ, có bao lâu thì mới đi nhậu là phải có chứ, quyết định nhậu xỉn như rồi thì chuyện gì xảy ra? Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không quan trọng từng phân có ok không? Ok luôn. Rồi vô trong đó là cái gì đến nó cũng đến đúng không? Dạ đúng rồi. Và nụ hôn đầu tiên cũng ở trong đó. Dạ không, nụ hôn đầu tiên là ở quán cà phê. Ta đi, em nghĩ sao mà cái thần tốc mà nó quật nhau từ ở trên Tinder rồi mà làm sao mà đi cà phê mà ngồi yên được, em sao vậy? Nhưng mà nói sao mà nó hôn được hay vậy? Tại vì ông nhìn qua bên cái đường kêu cái tức là con hai chồng đang uống quán cà phê bên này thì đối diện có một cái trường. Anh Diễm kêu nhìn bển em, nhìn bển đi. Ủa nhìn bển có gì đâu anh? Nhìn. Con cũng nhìn nhiệt tình. Cái rồi ông hung má con cái. Cái con đó rồi hung xong rồi cuộc nhìn bển có gì? Hỏi có gì? Ông đâu có gì đâu, anh hung em vậy thôi đó. Đó là hồi đó là hung đầu tiên đó, lần hung đầu tiên đó. Rồi sau đó bao lâu mới tỏ tình với Tường Vân? Thật sự là từ đó giờ tới bây giờ luôn cô không chưa bao giờ tỏ tình. Dạ nó cứ tới vậy đó, cứ được, giờ hỏi là giờ anh với em sao thì con trả lời là thì quen. Con là một người thích rất là kiểu như cũng thích lãng mạn đôi chút á thì cũng kêu anh không yêu em hả? Không yêu quen chứ. Ông vậy đó, ông không bao giờ ông ít lắm khi nào ông nói là yêu thương mình lắm. Kiểu như ông thể hiện nhiều hơn là ông nói. Nhưng mà con thích không? Dạ con thích hơn là cái cách ông nói. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai đứa có những cái trục trặc gì không? Tụi con chỉ có cãi nhau về vấn đề đạo, tôn giáo. Tại vì ông này thì đạo Phật, còn con thì đạo Thiên Chúa. Bà này á, lúc đầu là bà muốn con theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì con nhất quyết là không, con chỉ có thờ Phật thôi. Bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn vậy thì đạo ai đạo ai nấy thờ. Bây giờ là bình thường mà. Quá hay. Mà cái lần giận lâu nhất của tụi con là bao lâu? Dạ tầm một tuần hai tuần gì đó. Trời, em tưởng trong mấy năm thôi. Giận một tuần. Một tuần luôn, hai tuần. Xong rồi đứa nào làm quê trước? Dạ con thì cái bữa đó là đêm 30 Tết, vợ con á muốn là sau này con á, con của hai đứa con á thì sẽ theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì nói là thôi con nít mà nó biết gì đâu, lỡ sau này ví dụ nó thích đi chùa hay sao, hoặc là nó thích đi theo đạo đi nhà thờ thì sao, mình làm vậy thì mình ép nó rồi. Thì thôi kệ nó, cho nó lớn lên nó thích theo đạo này thì theo. Thì vợ con không chịu thì lúc đó mới chia tay khoảng tầm 2-3 tuần gì đó. Thì đó là đêm 30 thì con mới gọi điện thoại, tại vì vợ con lúc mà quen nó là em muốn năm nay là sẽ anh sẽ dẫn em đi coi bắn pháo bông đó. Thì đáng lẽ là chia tay rồi con cũng không có muốn gọi hay là liên lạc gì hết, tại lúc đó con nghĩ là cắt đứt luôn rồi. Nhưng mà đêm đó bữa đó là sao con tự nhiên con gọi mà con nhá thôi, thật sự là con không muốn gặp, lúc đó con không muốn gặp mà con nhá vậy thôi. Ai về bà này bà gọi lại đó thì bà kêu là anh có nhớ cái lời hứa của anh không. Ok giờ mình đàn ông mình hứa thì mình làm là nói gì luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi sau đêm đó tự nhiên chở đi này nọ xong ok rồi giờ sao muốn yêu lại không? Dạ rồi thì yêu lại thì yêu lại. Nó cứ bực chặt. Tính của con đó giờ là con không có kiểu là mà con mà đã chia tay rồi con giận, không bao giờ con lưu số hoặc là con nói chuyện tới lần thứ hai, không bao giờ con chủ động con gọi. Nhưng mà ông bị không hiểu sao con vẫn lưu số ông này. Ông nhá thì con nói thấy tên Thịnh thôi, chắc nhớ mình đây, nhớ rồi. Cái là ủa sao không gọi trời nhá vậy, quê mà quê. Con đợt con gọi lại nó ủa tự nhiên nhá vậy, gọi làm gì? Thì nhá chơi gì đó, nhá vui thử máy đồ. Cái đâu ai rảnh thử máy đâu. Giờ cái con mới đá luôn cái vấn đề là chắc là có nhớ cái vụ đó không để dẫn đi. Sau đó thì em nói nhớ đi vậy đó. Đó rồi sau đêm đó là bao lâu nữa thì mới đám cưới? Thật sự thì tụi con chưa có tổ chức đám cưới được do là dịch.
Tụi anh ký kết hôn trước và hiện tại có một bé luôn rồi. Vợ con á là bị u nang buồng trứng nên là mổ hết một bên rồi, nên là bác sĩ kêu là cái khả năng sinh con nó rất là thấp. Đó thì đợt đó trong đợt dịch nè, con qua nhà bà ở thì mẹ con mới nói là thôi giờ nếu mà hai đứa thương nhau rồi thì thả luôn đi, có thì có, đó thì con thả luôn ngay về Vinh luôn. Dạ con gái. Thật sự thì cái bệnh này con cũng biết rất là lâu rồi. Lúc quen ông này nghĩ là quen chơi thôi, lúc mà con khám ra là đã bự bằng một cái quả trứng gà rồi. Thì mới hai đứa mới quen tầm được một tháng thôi, con nói chắc mà bác sĩ kêu là nếu mà xét nghiệm ra có thể là bị ung thư. Thì con mới nói với ổng là thôi chắc là em với anh chia tay đi, chứ là nếu mà em bị vậy thì cũng khó có con lắm. Thì ông này ông mới nói là thì bây giờ em cứ đi mổ đi. Con nói thôi mổ rồi ai chăm. Thì ổng nói anh chăm. Thì cái trong khoảng một thời gian rất là dài, kiểu như là vô bệnh viện thì lần đầu tiên ổng phải kiểu như là mình bị mổ thì cái phần dưới á ổng sẽ vệ sinh rồi ổng tắm rửa ổng này kia ổng lo cho mình hết. Mà con mới nói là đó, đối với con như là đã đủ rồi, không có cần gì hơn nữa. Đúng rồi, trời cái đó trời là quá ơi. Đủ chứ không phải là đủ vừa nữa. Còn hơn 1.000 rồi, 1 vạn rồi, tỏ tình 1 vạn. Không cần nói thương gì nữa hả con? Dạ. Dạ. Tại vì chú thấy Tường Vân đang rất là xúc động. Dạ. Thật sự thì con rất là vui, kiểu như là mình mong chờ rất là lâu rồi mình có con. Con vui hơn là trong lúc con sinh thì có chồng con 24/24 lúc nào cũng có mặt. Và con cũng muốn kể một câu chuyện giống như là lúc mà con sinh á, thì cái cảm nhận của một người mẹ thì sẽ rất là rưng rưng, cái mình hơi hơi rưng rưng thì mình chưa có khóc. Thì bác sĩ kêu là con đẻ mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra nha. Ông này ông khóc chưa con, và ông khóc rất là lớn, ông khóc lấn át tiếng con với em bé, con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu ủa sao khóc hoài vậy em, ba khóc hoài vậy, cái ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói hơi sai, mình là mẹ mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cứ cảm động quá, cái con nghỉ khóc luôn. Tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi, anh ơi bình tĩnh đi em, bình tĩnh anh, bình tĩnh. Bác sĩ cứ y quy một ekip, cứ ba người ngưng khóc. Chưa lần đầu tiên ông trải qua cảm giác đó, và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó, giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều, những cái chuyện linh ta linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Giống vậy. Con tả cái cảm giác con lúc đó. Con cũng rất là thích con gái. Con nghe tiếng nó khóc lên cái rồi tự nhiên cảm xúc nó hòa lên, như một phần nữa là thương vợ nó, đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa biết có con á, lúc đó tụi con sao? Con thử cái que con nói thấy sai rồi, bình thường mình tới tháng mình nói sao chưa tới ta, nghĩ chắc nó trễ thôi, mình căng thẳng quá nó trễ. Thử đại thì chúng con nói chết rồi sai. Con gặp ông này, con mới đưa vào ông hai dạch, ông cúng ông đầu. Hơi sai nha em, bác sĩ nói nha em, coi hơi sai á, có phải không, có phải đúng vậy không? Uống phải vậy chứ của ai? Uống phải vậy chứ của ai? Không nói anh, không phải là của anh, nhưng mà ý là sao bác sĩ nói vậy nó khó, tại vì con mới mổ sau tầm 1 năm là mới có em bé. Đến phần kia đi, đúng phần rồi. Kia đi. Dạ. Anh ấy trẻ tuổi hơn mình, dạ. Đúng không? Dạ. Chắc chắn là về ở với nhau chắc lòi rất là nhiều tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Ông này thì ổng có cái tật là ổng nhây. Lâu lâu bây giờ thì ổng bị ngược lại, ổng sẽ hỏi em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Con trả lời là yêu. Sao? Không nghe. Yêu. Sao? Không nghe. Cứ vậy là mình quạo. Tại con là người rất dễ quạo. Không thích hỏi nhiều, đừng hỏi lầm dùm, hỏi 1 lần thôi. Mà mình đã vừa chăm con rồi, mình vừa chăm chó nên mình rất là dễ bực mình, mà ổng cứ yêu anh không? Cứ vậy hoài, từ sáng tới chiều, mà ngày nào con cũng phải chửi. Nói em mệt anh quá. Em mà mỗi lần bà chửi mình thấy sao Thịnh? Dạ thấy vui chứ, tại vì giờ một ngày mà im là con không chịu được. Tại vì giờ con hay cãi lộn mà mấy cái vụ mà xàm thôi à, chứ không phải là nó lớn lao hay là nó gây gắt gì hết. Đó kiểu vậy, giống như là con nhây quá cũng chửi. Hoặc là ví dụ như con làm gì không đúng cũng chửi. Liếc thành thói quen mà một ngày bà im một cái nói sao kỳ vậy ta, chết rồi hôm nay có vấn đề rồi. Đó kiểu đại loại. Cho nên là phải chọc để cho bà chửi. Giống rồi. Tôi vậy đó. Hồi đó tôi chưa có con, tôi hay chọc vợ tôi lắm. Ngày nào bà không được tôi là ngày đó tôi ngủ ngon á. Rất khoái được. Rồi sao nữa nè, tiếp tục còn tật xấu thứ gì nữa? Thứ hai, ông chỉnh chu quá mức. Con không phải là con bê bối nhưng mà ông quá chỉnh chu. Ông xịt nước hoa một cái là con tủ xịt hết nguyên một chai. Anh xịt cái gì dữ vậy? Mà đi đâu là xịt. Tôi nói con dị ứng với mùi nước hoa quá, xịt rất nhiều. Đối với con là mùi hôi đó, mà nói hoài cũng không sửa, cứ thế xịt. Mà có con nữa, ông nói cho con ngửi chung cho nó vui, cho nó thơm. Nó không có thơm gì chừng, hôi lắm là cũng cãi lộn vụ xịt nước hoa. Cái thứ ba là ông cọc. Ông đang cười đó, mà nói gì không hài lòng lắm đâu.
Ông không hét lên, ông không lớn tiếng, nhưng mà ông sẽ gần cái giọng xuống. Vậy em muốn làm sao? Con à, con có một cái chìa khóa vàng rồi, con sử dụng cái chìa khóa đó đi. Dạ. Chồng con là vừa thích có con mà vừa thích có con gái nữa. Dạ. Cho nên là bé cứ càng lớn rồi thì chồng con sẽ càng thay đổi những cái mà con mong muốn chắc chắn vậy luôn á. Cô ấy có những tật xấu nào đáng yêu nào? Có một cái tật xấu rất lớn là vợ con kèo, kèo lắm. Một bữa nào đó mà mình, ví dụ mà đi mua đồ hoặc là ăn uống gì mà chi quá nhiều tiền thì là mặt bả nụ liền. Đó, kiểu vậy. Hoặc là ví dụ mình phụ nữ đi thì mình cũng phải thích mặc đồ đẹp, thích này nọ, còn bà này không. Trang sức, nước hoa, quần áo đẹp, giày đẹp, tất cả mọi thứ bà không cần. Bà chỉ cần là trong người bà có nhiều tiền thôi. Đó, kiểu vậy, bà rất mê tiền. Đó. Mỗi ngày có đếm tiền mà là dạ, có lâu lâu cái lấy vàng ra đếm. Dạ, đếm hoài luôn ngày nào. Dạ, đúng rồi. Nói chung là chi tiêu nó rất là chặt chẽ. Thì cái tính của con trước khi quen bả là con thích xài những cái đồ mà giống như nó không phải là hiệu nhưng mà nó cũng tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu vậy đó, thì con mua thì con cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi quen bả là không, no, anh mua cái 100 mấy mặc được rồi. Bả là giống như là bạn thân của chợ gì đó, chợ Hạnh Thông Tây. Đúng rồi, chợ Hạnh Thông Tây ra mua đồ mấy chục ngàn đồ bộ, mặc đi đâu cũng mặc cái bộ đồ đó hết. Thậm chí là nhiều khi mẹ con này, mẹ ruột con á cũng nói trời Vân ơi sao mà mày nhìn mày ấy, không có chị không gọi là già hơn Thịnh này đó, mẹ còn phải đi mua đồ để cho bà mặc nữa đó, tại vì bà không có chăm chút mấy cái đó. Rồi sao kiếm... có nhịn ăn nhịn uống gì không? Dạ không, bà này khoái ăn uống lắm, không lấy tiền mua đồ nhưng mà ăn uống thì chi thoải mái, là... thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà chi nhiều quá thì mặc nụ. Còn rồi gì nữa không? Nói chung vợ con cứng đầu đó, nói cái gì thì phải cãi trước, làm thì vẫn làm nhưng mà cãi trước cái đã, xong rồi phải giải thích. Tối chuẩn bị đi ngủ nhiều khi 11-12 giờ là tự nhiên nhớ đây, nó cằn nhằn tới 2-3 giờ sáng luôn. Phụ nữ người ta cằn nhằn là chuyện bình thường, nhưng mà có cằn nhằn thì cằn nhằn cái giờ nào đó, đúng giờ đúng giấc. Đúng rồi, đúng giờ đúng giấc đi. Rồi cái chuyện cằn nhằn thì cô nghĩ là nên thay đổi. Yeah. Cái đó dễ mà điều tiết lại thôi. Còn con á, biết sao không? Bữa nào á con phụ nữ á nói vậy thôi chứ mà yêu bằng lỗ tai đó con. Con là con quá tuyệt vời trong vấn đề về hành động rồi, nhưng mà giờ con bồi thêm. Nếu giờ chưa quen thì lâu lâu con làm cú. Hôm bữa nay làm luôn đi chị, hiểu không? Ừ, làm luôn hả? Làm luôn đi chị, thể hiện với vợ, muốn dành cho vợ một cái sự bất ngờ. Thì nói chung là từ đó tới giờ thì từ lúc mà yêu em cho tới cưới em á thì anh cũng không có cho em cái gì được nhiều đó. Thì nói chung là anh cũng làm em buồn nhiều, nên là những cái tật xấu của anh thì anh sẽ cố gắng anh bỏ. Với lại anh cảm giác là bây giờ anh chưa có lo được cho mẹ con em được những cái thứ tốt nhất, thì anh sẽ cố gắng, thì trong thời gian sắp tới anh sẽ lo được cho em nhiều hơn cũng như cho con nhiều hơn ha. Trời ơi, dạ nói cái gì đi con. Em phải cảm ơn anh đã là chồng của em, là ba của con em. Anh không phải là một người quá lãng mạn, nhưng đối với em chỉ cần như vậy thôi. Em mong là sau này anh giữ sức khỏe và mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Trời ơi, một cái trời ơi. Mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Anh chỉ chúc cho hai em nha. Dạ. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nha. Con để có một đời chồng trước. Ừ. Về con cũng có hai bé. Thì sau khi mà chia tay á, cô Vân biết là định kiến xã hội dành cho người đàn bà cũ rất là nặng nề. Thì mới nói là tại vì đây là cuối tuần nên em phải dẫn con em đi chơi. Để nói thôi gì vậy, em ở đâu, anh chạy ra. Con nhỏ mình mà một bé gái luôn cô, anh chơi rất là kiểu là thân thiết như một gia đình. Và con rất là cảm xúc vì điều đó. Và con cảm nhận được điều đó thì con rất là quý anh này. Thì mình đến với nhau trong cuộc đời này để làm gì? Để yêu thương nhau, để thấu hiểu cho nhau và bao dung hơn nữa. Em không có trách nhưng mà em cũng có cái buồn. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Thôi mà hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Trương Ngọc Thu ạ. Năm nay con 34 tuổi, quê con ở Bạc Liêu nhưng mà con sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là về sản xuất mỹ phẩm và con có 3 nhà máy mỹ phẩm. Wow, quá giỏi. Còn đây là... Dạ, con tên Huy, 33 tuổi, con phụ vợ thôi. Dạ. Hai vợ chồng là cùng làm ở một công ty đúng không? Dạ, hai đứa kể cho chú nghe đi là
hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Đúng rồi. Và có ấn tượng gì về nhau? Con nhớ lần đầu tiên mà con gặp chồng con á, thì lúc đó con gặp trên Facebook. Anh ở rất là xa về cái khoảng cách địa lý, là anh ở Úc luôn. Con thì ở Việt Nam, thì con kinh doanh ở đây. Con có một cái sở thích rất là đặc biệt là con thích uống trà. Thì cái lần đó là con đăng lên Facebook, con khoe một món trà gì con mua. Thì anh vào, anh kêu là anh cũng rất thích món này nhưng anh không tìm được. Ủa, tự động vô comment vậy hả? Không, vô inbox luôn. Vậy con rất là ấn tượng với anh này là tại sao anh có một cái gu rất là giống mình. Mà cái gu đó đặc biệt là một số người trẻ người ta sẽ không thích lắm. Vậy con thích uống trà gì? Vậy con thích tất cả loại trà về thảo mộc. Dạ. Rồi Huy cũng vậy luôn. Dạ. Có nghĩa là vào giao lưu vì trà hay là vì nhan sắc của cái người ở trong Facebook? 50-50. Nhưng mà con ơi, sau này con mới phát hiện ra là chồng con không thích uống trà. Vậy mà tới giờ còn bày đặt 50-50 nữa, nó thẳng luôn đi 100% đi. Hay quá ha, rồi xong sao? Dạ, có nghĩa là inbox với tư cách là bạn thôi. Tại vì thật sự nam mà vô trang của con thì con cũng rất là ngại để tiếp xúc trên Facebook. Con là người thích về cảm xúc á, thì ảnh vô mình rất là ấn tượng với ảnh, thì bắt đầu trò chuyện. Thì ảnh mới chia sẻ về cái cuộc sống của ảnh. Đâu đó hai vợ chồng cũng chỉ là bạn thôi trong thời gian đầu. Cách đây mấy năm rồi con? Dạ, cách đây cũng khoảng 5-6 năm anh. Aquaterin, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Rồi nó nghe nè, nói chuyện hợp không? Dạ, con thấy anh này, ảnh cũng hiền hiền, rồi cũng không có lời lẽ nhiều. Mình thì thuộc dân kinh doanh nên con nói chuyện rất là nhiều. Mẹ con là cái cầu nói để bắt chuyện cho ảnh. Anh để anh nói thôi, chứ anh không có nói nhiều lắm. Rồi khi nào thì hai bạn mới gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc sau đó khoảng là 4-5 tháng thì chồng con mới từ Úc về Việt Nam. Và về với tư cách là bạn thôi, chứ tụi con cũng chưa nghĩ là tiến xa hơn nữa. Về vì con đúng không? Chứ đâu có business gì ở đây đâu. Đừng có 50-50 nữa nha. 50-50 nữa, con đi về con đi chơi. Con đi về con thăm người nhà. Trước khi mà biết cô này thì ở bên Úc á, là con có bạn gái gì nhiều không? Dạ cũng có, nói không chắc không có ở đâu. Ai cũng có, không? Có, nhưng mà chỉ là giống như quen cũng vậy. Thoáng qua thôi ha. Dạ, không có ấy lắm. Giờ cô muốn hỏi cái lần đầu tiên gặp vợ con ngoài đời á, cái mood của con cỡ nào? Thấy cũng bình thường. Thấy cũng bình thường. Bình thường, đẹp vậy mà bình thường gì ông? Thì bình thường, con nghĩ là giống như thời điểm đó là bạn thôi, chứ con không nghĩ gì nhiều. Chưa có gì hết. Hỏi Thu nè. Ví dụ trước khi gặp anh này thì Thu có những cái mối tình nào rồi? Dạ, thực ra là trước khi con gặp chồng con đã có một đời chồng trước. Và con cũng có hai bé, thì sau khi mà chia tay á, cô Vân biết là định kiến xã hội dành cho người đàn bà cũ rất là nặng nề. Thì con lại nghĩ là con sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Thì con quen với anh này chủ yếu là về tư cách là bạn bè thôi. Thật sự nếu mà anh không vô hỏi về trà, con sẽ không bao giờ trả lời. Vì thời gian đó con nghĩ là con sẽ tập trung vào phát triển công việc và sự nghiệp là chính. Nhưng mà lần đầu tiên gặp anh ấy ở trước mặt mình thì thấy có ấn tượng gì về ông Huy này không? Tại vì anh thuộc cái tiếp người hiền á chú, nên con cũng không có ấn tượng quá nhiều. Nhưng mà con là người yêu bằng lời nói. Có nghe con khoái nghe, con thích nghe lắm. Tuy nhiên ở lại với một người nào đó hay không là bằng cả hành động nữa. Về có những cái điều mà anh làm á, mình cảm thấy là trong mình rất là cảm xúc. Ví dụ như có một cái lần đó con đi chơi với con bé con của con, thì anh điện thoại, anh hỏi em ơi em đang ở đâu rồi. Thì mới nói là tại vì đây là cuối tuần nên em phải dẫn con em đi chơi. Để nói thôi vậy em ở đâu, anh chạy ra. Khi mà anh chạy ra xong, cái anh chơi với một con bé con nhỏ mình, mà một bé gái của cô. Thì anh chơi rất là kiểu là thân thiết như một gia đình. Và con rất là cảm xúc vì điều đó. Và con cảm nhận được điều đó thì con rất là quý anh này. Và nhìn được một cái gì gọi là đặc biệt nhất có thể từ trước tới giờ mình gặp những người khác. Đến lúc nào thì con biết là vợ con có em bé rồi? Trước đó đã biết rồi. À, trước đó không biết rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau là đã biết rồi đúng không? Thì con có cái lăng tăng gì không? Dạ không, con nghĩ thoáng. Đến khi nào thì Huy mới phát hiện rằng là Huy thấy cô này rất là đặc biệt và Huy yêu cô? Không biết nói sao nữa. Tức là về lần đầu là đã thương chưa? Dạ chưa. Đúng với Huy về được bao lâu? Về thường khoảng 2 tuần. Là đi qua Úc lại. Dạ. Rồi là đi về Úc nè, đi về Úc trở lại rồi bao lâu qua lại? 4-5 tháng nữa. 4-5 tháng. Còn Thu? Đến khi nào thì Thu... Thu yêu Huy? Vì tình cảm của tụi con cũng đến nhau tới bây giờ, tận thời điểm này hai đứa cũng chưa bao giờ anh tỏ tình với con hết. Dạ, anh cứ hành động liên tục như vậy á. Mẹ cũng không bao giờ nói là anh thương em thế này hay anh thế nọ. Thậm chí tận thời điểm này anh cũng chưa có một lời cầu hôn. Nhưng mà lần thứ nhì á thì là Huy đã yêu Thu chưa? Cũng có.
Rồi lúc nào thì Huy quyết định là sẽ đi đến hôn nhân với Thu? Con không có nghĩ tới cái vấn đề là giống như là hôn nhân. Con chỉ muốn giống như là mình cảm giác giống như là muốn làm mọi thứ thôi. Làm mọi thứ cho cổ thôi. Dạ. Có nghĩa là khi mà hai bạn đến với nhau á, thì hai gia đình có gặp những cái trở ngại gì từ phía gia đình không? Vậy con nghĩ là cũng khá thuận lợi. Tại vì hai bên cũng không có gì rào cản với cô. Thu có cái điều gì đặc biệt mà làm cho con quyết định là con sẽ gắn chặt cuộc đời con với người phụ nữ này? Dạ đẹp thì cái đó chắc chắn có rồi đó. Giỏi nữa cô. Ủa Thu ơi, lần đầu tiên mà hai bạn biết nhau là cách đây bao nhiêu năm? Dạ chắc con nghĩ là khoảng tầm 6 năm rồi. Đến khi nào các bạn chính thức gọi là yêu nhau? Có nghĩa là về chung của nhau đó. Về chung một nhà. Con cũng không nhớ chính xác rõ về thời gian, nhưng mà tụi con đến với nhau thì khoảng là tới cái bé mà con nhớ là bé con vào 3 tuổi. 3 tuổi thì tụi con kết hôn khoảng là 4 tuổi, 4 năm trước. Vậy là tụi con quen nhau tầm khoảng 4 năm. 4 năm. Trước khi mà các bạn cưới nhau đó, thì hai đứa có sống thử với nhau không? Dạ có. Và con nghĩ là sống thử là cần thiết. Bao lâu thì tụi con quyết định sống thử? Khoảng năm thứ tư đó cô, thứ năm đó là tụi con sống thử với nhau. Tại vì con nghĩ là thật sự hôn nhân chỉ là hình thức thôi. Nếu mà hai người không hạnh phúc thì tụi con bắt đầu sống chung. Và kết hôn tới giai đoạn mà con sinh em bé ra thì tụi con mới làm giấy kết hôn. Một bé gái, một bé trai. Vâng, hai đứa luôn. Con tổng cộng 4 đứa là Trời ơi trời. Là ở với con hết hả? Dạ, ba bé đầu con là con gái nè. Rồi bé cuối cùng con là nam. Trời ơi. Ủa nhưng mà là hai bạn có trải qua một cái giai đoạn gọi là yêu xa, có nghĩa là không về được có, với nhau? Cũng có, là thời gian anh ở Úc và con ở Việt Nam. Bao lâu? Đâu đó tầm 1 năm. Là tụi con yêu xa khoảng 1 năm. Có phải do Covid không? Dạ không phải, là do anh có công việc ở Úc và con có công việc ở Việt Nam. Vậy thì ảnh có công việc ở Úc rồi tại sao con không làm việc bên Úc mà con lại bỏ tất cả mọi thứ về với vợ? Thì tại lúc thời điểm đó là anh cũng có thuyết phục con là qua Úc. Tuy nhiên con thuyết phục ngược lại với chồng. Anh cứ tin tưởng em ở Việt Nam để chúng ta phát triển sự nghiệp. Em hiểu con người mình như thế nào. Thì em mong rằng anh và gia đình tin tưởng em một lần. Nếu trong 2 năm em không làm được những gì em cam kết, em sẽ quay về. Và con cam kết với anh là con sẽ mua được ví dụ như là biệt thự hay là xe ô tô và những siêu xe mà anh thích trong vòng 2 năm thôi. Con nhớ có lần đó, chồng con đi ra đường, chồng con thấy chiếc siêu xe chạy ngoài đường. Chồng con nói với con một câu là không biết bao giờ vợ chồng mình mới được cái đó. Em mới nói là anh cứ tin em, em sẽ làm được chuyện đó cho anh. Bao giờ có mấy chiếc rồi? Vậy con chắc 10 chiếc. Thôi không nói chuyện nữa. Trời ơi, tôi nửa chiếc tôi chưa có nè chú. Em cái bánh còn chưa có rồi. Là bây giờ con có mấy biệt thự rồi, con nói con nghe coi. Vậy con cũng hơi khá nhiều. Hơi khá nhiều thôi chị. Không nói chuyện đó nữa. Bây giờ vợ té ghế chưa có được cái nửa cái biệt thự nữa. Em có. Không nói chuyện đó nữa. Em có mấy cái biệt thự lắp ráp con gái em á. Có nghĩa là hiện giờ là tụi con làm một cái cặp đôi rất là đầy đủ về mọi thứ. Và thành đạt. Chúc mừng Thu cuối cùng đã làm được mọi thứ. Rồi thôi giờ tới chuyện này nè, vui lắm nè. Về sống với nhau á. Rồi có những cái gì mà mâu thuẫn, có những cái tật xấu gì mà đó. Của đối phương mà làm cho mình còn chưa hài lòng. Con làm kinh doanh đó cô, nên con đi cũng khá nhiều và rất là nhiều khách hàng, ngày nào cũng có một cái tiệc gì đó. Mà chồng con bị cái tính gọi là hay ghen. Ví dụ như là trong một bàn tiệc 10 người, chú sẽ tìm được những cái người mà cùng cái gu với mình. Thì mình cùng cái gu thì mình nói rất là nhiều, tính con là vậy. Về xong kêu là em, tại sao ngày hôm đó em nói chuyện với anh đó nhiều như vậy? Và có thể là những cái event đi. Mình rủ anh đi, ảnh không đi. Ảnh đi xong về cái ảnh sủi mặt đóng vậy đó. Mà nhiều khi con đi về con chưa có kịp ăn nữa. Và con rất là mệt vì cái điều đó. Và ổng cứ liên tục là hờn là em thế này, em thế kia, em có thấy người ta nhìn em như thế nào không? Ổng liên tục hỏi những cái câu hỏi mà nó không phạm vi trả lời của mình. Mẹ cứ là hỏi mình xong rồi buồn, ổng chịu, bữa nào là giận á. Là con nhìn con dễ biết lắm. Tại vì tối về hai vợ chồng con hay đi chơi với nhau. Ảnh chở mình đi mà ảnh không nói một tiếng nào hết là biết ngày hôm nay anh giận rồi. Nhưng mà cái xác suất đó xảy ra một tuần lễ là mấy lần? Nếu mà con có đi là cứ xảy ra. Đâu có nhiều như vậy đâu. Một mà hay bị nói lên nhiều. Con cứ yên tâm một cô biện hộ cho con. Ngoài cái ghen đó ra thì còn những cái tật xấu gì nữa không? Với chồng con á, gia đình là số 1. Có nghĩa là với anh, mẹ anh và anh nhiều khi còn cao hơn cả vợ và con. Và con cảm nhận điều đó rất là nhiều. Tại vì tính con như vậy nè. Tính con là cũng coi gia đình chồng giống như gia đình mình hết. Mình không có quan tâm cái chuyện là mình phải phân biệt là gia đình vợ thế nào, gia đình anh thì ra làm sao. Mà nhiều khi anh quan tâm đến mức quá mức á, mình nhiều khi mình cũng thấy buồn á cô. Có một xíu gì đó cũng hơi tủi thân. Cái ngày mà con sinh bé đầu tiên á, con ở trong bệnh viện, anh nói con đúng con câu thôi anh của anh về nước rồi, anh phải lấy xe anh đón, mặc dù con ở viện có một mình. Mà ngày đó là con sinh luôn á cô, con sinh em bé mới có ngày 1
anh chạy xe một mình lên tận thành phố đón anh. Tại vì lúc đó con sinh ở Cần Thơ, con cũng ok, tại vì cái tính con là người ta đã muốn là con sẽ không cản. Ừ. Anh bỏ con một mình ở bệnh viện, mặc dù con biết bản thân con có thể tự lo cho con và tự lo cho con được, nhưng mà anh vậy đó, anh cứ là đặt gia đình mình hơn cả vợ. Đâu có, đi là anh có hỏi đàng hoàng không, hết. Không không, ví dụ cô nói con nghe, những lúc người phụ nữ khi sanh nở đó là những lúc mà yếu đuối lắm. Bản lĩnh cỡ nào đi chăng nữa, cái lúc đó là lúc mềm yếu nhất, nó giống như là cái con rắn cua mà lột da, cua lột á, yếu ớt và rất cần chồng mình bên cạnh. Cái đó cô nói nghiêm túc nha. Ừ. Thì ví dụ như với anh của mình có thể bằng cách nào đó để có thể rước anh người khác. Nhưng mà ngay lúc đó là vợ mình phải là số 1 đã. Ừ. Rút kinh nghiệm nha. Không muốn ông xã mình thay đổi điều đúng gì. Đúng rồi, đó. Con nghĩ là bây giờ cái mà anh cần thay đổi nhất là anh phải hiểu em là con người như thế nào. Tức là tất cả mọi thứ em ra xã hội để làm gì, về vai trò của em làm sao. Thì anh phải tin tưởng em, thay vì anh đi nghĩ những cái chuyện mà nó không hay xảy ra. Thì mình đến với nhau trong cuộc đời này để làm gì? Để yêu thương nhau, để thấu hiểu cho nhau và bao dung hơn nữa. Chứ không phải là kiểu anh nghĩ, anh nói những cái câu em biết là nhiều khi anh giận quá hay là anh đang nghĩ những cái vẩn vơ gì đó. Em không có trách, nhưng mà em cũng có cái buồn. Dạ. Tổn thương đúng không? Rồi bây giờ tới Huy nè. Nói thẳng luôn là có những cái tật xấu gì. Đó. Cô không có gì thật xấu gì nhiều đâu cô à. Thôi giờ gì đi Huy. Nhân tiện hôm nay với chương trình này, như vợ có nói đó, trước giờ ổng không có tỏ tình, ổng không có cầu hôn, ổng không có lãng mạn. Vợ đang rất là cần những cái điều đó. Và đặc biệt trong cái ngày hôm nay, anh muốn Huy thể hiện một cái gì đó, hoặc là nói một cái điều đó với vợ trong chương trình ngày hôm nay. Anh chỉ mong là có bất cứ vấn đề gì thì em nói cho anh, để anh chia sẻ với em, chứ em đừng có để trong lòng nữa. Anh đã quyết về đây rồi thì em tới đâu thì anh theo em tới đó thôi, cũng không biết nói gì hết. Nhưng mà em muốn cho anh hiểu được rằng em đứng được vị trí ngày hôm nay, tất cả em nghĩ là đều nhờ anh. Hay quá. Mặc dù ngoài xã hội có nghĩa là em tài giỏi, có nghĩa là em xinh đẹp hay em gì đó, em không quan tâm. Vì em hiểu được rằng em có anh, em sẽ có tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Trời này. Ơi. Chết tôi rồi, trời ơi, thì quá ngôn tình. Huy ơi là Huy. Chúc mừng hai vợ chồng của Thu và Huy ha. Dạ. Chúc mừng vợ chồng em. Vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương. Thật tại vì em không bao giờ muốn nói thật, cái tuổi thật của mình là vì tuổi là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em cũng nói tâm lầm thế. Bây giờ em nói xin là 79 thế nha. Thì tự nhiên cô này bật dậy. Anh hợp với em. Anh nhận em là em có rành không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có ừ không? Cái em ừ luôn. Sau đó là như thế. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem coi họ mang điều gì đến cho chương trình Vợ Chồng Son trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ em xin chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Vũ Hồng Tân. Năm nay em 37 tuổi. Hiện đang công tác tại Cảng vụ hàng không miền Trung thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Em làm việc ở sân bay Đà Nẵng ạ. Dạ em hiện đang công tác Đà Nẵng ạ. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại em đang công tác tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ạ. Tụi em từ Đà Nẵng vào đây. Dạ vâng, hai vợ chồng em từ bay. Chắc chắn một đường là tụi em đi bằng đường hàng không đúng không? À, dạ đúng, đúng rồi. Tụi em là vào đây là chỉ có hai vợ chồng hay là có ai đi kèm theo nữa không? Dạ có con đi các em ạ. Ô con bé được mấy tuổi rồi? Dạ con em được 6 tháng ạ. Thôi bây giờ em muốn quay cuối chương trình đâu. Dạ khỏe giờ đi ạ. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho em bé. Thay mặt tất cả mọi người ở đây chúc mừng vợ chồng em. Vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương, quá là đẹp trai. Ôi ôi. Ôi trời ơi, em là thần tượng luôn, sao nó nhìn tôi suốt. Em cười. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nè. Bây giờ có thể là quay em bé ra nha, để cho ông bà nội bà ngoại nhìn nè. Đó. Đây. Bà con ơi, bà nội nhìn thấy chưa? Ồ. Thương không? Rồi. Mẹ xin mẹ bông con nhé. Đi xuống đi.
Hãy kể cho Thuận với chị Vân cũng như khán giả nghe cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ nhau là như thế nào. Lúc đó là em đang đi làm, thì giờ giải lao thì có anh bên cơ quan em hỏi em là hợp tuổi nào để anh giới thiệu. Thì em mới bảo với anh đó là em thích những người mà chững chạc, cỡ là sinh năm 85 hoặc là 84. Thì lúc đó thì chồng em mới bước đi qua quầy của em. Cái anh nhân viên đó mới hỏi chồng em là anh Tân sinh năm bao nhiêu. Mà trẻ vậy, cái chồng em mới trả lời là anh sinh năm 85. Cái lúc nó rồn ra quá thì đừng lên quay kìa. Ơ, anh hợp với em nè, anh hợp với em nè. Không biết tự nhiên tại sao mình lại nói vậy nữa. Rồi cái hàng quá rồi buộc miệng nói luôn đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà khoan xí, hồi nãy em có giới thiệu là em 37 tuổi. Dạ vâng, anh 37 thì em là tuổi con dê chứ. Dạ đúng. Vì vậy tại sao lại là nói sinh năm 85? Thật ra vì em không bao giờ muốn nói thật cái tuổi thật của mình. Là vì tuổi cũng là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em nói 85 thì bây giờ em nói sinh năm 79 thế nào. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy. Anh hợp với em. Nhìn qua thấy cũng mũi cao mà mắt cũng to mà thì đấy, cái cảm giác của em lần đầu tiên nhìn cô này em đã có cảm tình với cô ngay. Dạ đúng rồi. Vậy thì chắc chắn em sẽ là người đi cưa. Đúng rồi ạ. À, anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Trời ơi. Có giờ không? Cái em luôn. Sau đó là như thế nào? Cái cuộc nói chuyện cũng vui lắm. Cái em mới bảo là em không đẹp gái mà sao em chả có người yêu. Cái ông mới bảo em là có người theo em rồi. Cái người ấm theo chị. Em bảo chứ anh biết là chỗ nào dài cho em không? Cái anh biết, anh biết. Cái anh mới dẫn em đi xem bói. Cái đi xem bói ba lần hụt. Không có ai coi bói cho em hết trơn. Anh lừa em cái chỗ coi bói á chị. Cái chỗ đó đâu coi bói đâu. Cái giả bộ dắt đi thôi phải không? Cái lần thứ tư em tức quá rồi. Cái em sống thẳng ở nhà em hỏi luôn. Con em bố mẹ đi đâu con? Có ai coi bói không con? Dạ bố mẹ con đi làm ngoài coi bói hết trơn. Có nghĩa là em cố tình giả bộ là dắt đi coi bói nhưng thực sự để cô đi với mình. Đúng rồi, có cơ hội. Có cơ hội ở gần cô. Chiến thuật hết trơn á. Cũng dữ dằn lắm. Dạ cạo da lắm chị. Cạo da. Cạo. Trong thời gian bao lâu? 3 tháng. 3 tháng là mới bắt đầu yêu nhau. Cưới nhau luôn chứ không phải yêu nó rồi. Tức là yêu trong 3 tháng là cưới luôn rồi. Là cưới luôn, lý do? Cô ấy thì đòi là 2 năm nữa mới cưới. Phụ nữ nói mình cứ nghe thôi. Mà kệ, mình cứ làm theo những gì mình làm. Là em vượt qua tất cả để mà em đến em cầu hôn mà em cưới cổ à? Hay là có một sự tác động gì của ai để mà khiến cho đám cưới nó nhanh như vậy? Ông bà nói phụ nữ mà eo to dữ đẻ nên em nhìn thấy cô ấy eo to chắc đẻ tốt nên mình lo cưới sớm làm tới luôn đó cho chị. Làm tới luôn sao? Nãy giờ nói mà không hiểu á, nhìn cái lòng vòng nhìn gì là biết rồi. Có nghĩa là anh này á là ảnh thấy cô này là vậy được rồi, ok rồi, cho nên những gì mình suy nghĩ là mình cứ thế mình làm thôi. Anh chủ động đúng không? Có nghĩa là bác sĩ biểu cưới đúng không? Đúng không? Đúng em. Thôi bây giờ hỏi cô vợ đúng không? Dạ cùng đụng mà. Nhưng mà khi mà bác sĩ báo cưới rồi, hai gia đình như thế nào? Gia đình em sợ lắm, không có muộn cho em cưới. Lúc mà hai vợ chồng bàn tới chuyện cưới rồi, em mới hỏi là nhà có ai không? Kia có đứa em gái. Nghĩ chứ bây giờ nếu mình nói cho bố cho mẹ thì mình không biết ai là người dễ tính, ai là người khó tính. Hay tốt nhất là nói chuyện với em gái trước. Quân sư cho em. Quân sư cho em. Mày ghê thiệt cất. Rồi sao? Em mới nói với lại em gái em ấy là bây giờ anh chỉ có một bí mật này, em đừng có kể, là anh kể với em thôi. Em đừng có kể lại với ai nghe. Anh hứa với anh nghe. Anh ra hỏi sao thì anh chị rồi có em bé. Thì em coi sao chứ để bố mẹ phản đối ghê quá. Nhưng mà em nói khéo khéo, nếu có nói đừng nói gì hết ghê gớm nha. Chị nói là có tốt cho anh chị thôi để anh chị tới với nhau. Thì cô em vợ thì cũng còn nhỏ. Cô nói toạc luôn với mẹ. Mẹ ra với bố từ đầu là phản đối kịch liệt luôn á. Nhưng mà bố mẹ cái thôi hai đứa nó thích nhau thì cưới nhau cho nó cưới cho rồi. Tụi em bây giờ là đã ở với nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi kể cho nghe về tật xấu với nhau đi. Vợ em thì lúc đầu mới cưới á thì cũng hiền lắm, ngoan lắm, nhưng mà từ khi đẻ em bé ra thôi em phải nói là sư tử nguyên bầy luôn. Sư tử nguyên bầy luôn chứ mà ăn con nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi ghê vậy. Không hoang dễ, độ tính khác hoàn toàn. Dạ. Không ăn răng một đêm mà nha, bắt em thức lên thức xuống 3-4 lần. Thà mình dạy được rồi, cho con bú được rồi đi ngủ không, dòng rồi thay quần cho em, thay tả cho em, lấy nước cho em này. Cho em nào? Em bé à. Sáng dậy phải lo nấu ăn sáng cho vợ ăn, vợ thích món đây là phải nấu. Không ăn đó. Chưa đâu, chưa thấy gào đâu, gào kinh lắm. Gào mà. Nếu như mà không làm thì cô ấy... Dạ, gào thét luôn, thậm chí còn đánh chồng nữa chứ. Thôi trời ơi. Nhưng mà đánh yêu thôi, chứ đánh phải đi vào bệnh viện đâu. Rồi còn gì nữa không? Hiện tại thì em chỉ nói thôi. Chị dám nói vậy thôi đó. Có thêm được miếng nữa được không?
Đâu có nếu mà thấy em anh. Rồi văng kìa, văng rồi đấy chứ. Văng rồi. Hỏi có ghen không? Vợ có ghen em không? À, anh ấy một cái người mà đàn ông mà nói chung là ăn nói và rất là khéo nha, khéo như vậy lắm á. Dạ. Em có sợ không? Lại về thì không sợ, nhưng mà vẫn có ghen chứ. Nhiều gái bú lắm chị ơi. Sinh nhật chồng em có con bé nữa nhân tin ô bá, chúc ô bá sinh nhật vui vẻ. Cái em đâu biết ô bá là ai đâu. Kệ mi hỏi chồng em là chứ cái con ô bá là ai đấy. Con ô bá là con nào? Tiếng Hàn Quốc là giống như là anh yêu cái gì đó. Cái vằn vèo cả buổi mà không có trả lời tớ không biết. Cái chó quá. Cái hôm sau hai vợ chồng đang nằm nói chuyện với nhau cái hỏi sao dạo này không thấy ô bá nhắn tin nhỉ? Vừa nói tức thì cái ô bá nhắn tin. Cái em mới cầm điện thoại trong em thấy tin nhắn. Em mới cầm này. Ô bá đang làm gì đậy ngủ chưa? Cái lúc đó em mới tức điên lên cái em mới nhắn lại là ô bá đang ốm vừa ngủ, đừng nhắn tin nữa. Cái từ đó không nhắn nữa. Mà giờ em cũng không biết người đó là ai luôn. Dạ đúng rồi. Thì con nói đúng ghê, em đúng lên xong bây giờ em không biết người đó là ai luôn. Thôi tôi không ngờ hôm nay chị Vân chỉ lại là thôi về để em mệt đó nghe. Rồi còn gì nữa không? Nói chung là trong em một người tuyệt vời ạ. Tất cả những công việc mà những người phụ nữ khác họ phải làm, có nghĩa là thay bỉm cho con, với lại là những việc vặt như lau tái hoặc là dọn bỉm cho con mỗi lần em te hoặc là em đi ý là chồng em làm hết, em chỉ việc cho bụng thôi ạ. Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Giờ em chỉ mong muốn một cái là cô ấy nói năng cho nó có một cái chút một gọi là ý tứ xíu, là suy nghĩ trước khi nói. Dạ. Thế còn em? Dạ em thì chị mong chồng em đừng có hút thuốc nữa. Chị nghĩ là cái này thì chồng em chắc chắn sẽ làm được rồi. Ngày hôm nay nghe vợ nói một câu mát ruột không? Chồng em là một người tuyệt vời đó. Vậy em bỏ luôn cái kia, nó là em là tuyệt vời nhất. Thì khi cưới vợ thì em bỏ rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như em rất là thích thú vật á, em nuôi chó đồ đó. Mà giờ có vợ có con là cũng phải bỏ chó vì con. Không, nhậu nhẹt thì cũng gần như là bỏ hẳn rồi. Giờ còn hút thuốc lá thì cày hút mấy điếu thì nhẽ cũng bỏ luôn thì em cũng chẳng từ từ đúng không? Dạ. Thì chẳng thà mình chấp nhận mình là người chồng tuyệt vời vợ. Dạ thôi em còn... tuyệt vời được rồi, không cần tuyệt vời đâu. Còn hơn em cũng có hại cho em cái bộ đúng rồi. Bỏ hẳn luôn nữa là tuyệt vời sức khỏe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn đầy ắp tiếng cười trong gia đình và có thật nhiều sức khỏe để chăm em bé cho thật tốt nha. Dạ, rồi cảm ơn em. Hai anh chị khỏe. Cảm ơn em. Là lúc đó em đang học lớp 10. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh để thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên, ái tình đầu tiên từ đó. Dạ, chồng em đẹp trai quá. Mới thì... lớp 10 thôi mà dễ sợ. Cô bé lớp 10 ngày nào giờ sao không? Thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt, khổ thao quá, mà xinh xắn quá. Đi đi xe mà trên đường đi vậy nè, mà thấy đồi núi ha này cái nọ mà ôi nó trời ơi chị sao mặc vậy chị. Chị thấy có mặt mà rất chân thành. Ngay bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện của cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào họ. Hai bạn này có một gương mặt rất giống nhau chị ha. Mặt phu thế nè. Không, nhưng mà dày. Chị cảm nhận ở cái cặp đôi này có một điều gì nè. Vợ em nhõng nhẽo lắm phải không? Dạ. Em thấy chiều vợ em dữ lắm phải không? Dạ, hay quá. Đúng không? Hay quá. Quá hay luôn. Sau đây tôi đi làm thầy bói nè. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phan Quang Thắng. Năm nay em 31 tuổi. Hiện là em là giáo viên toán. Thắng là giáo viên. Dạ. Chào thầy. Em tên là Lê Nguyễn Trúc Vi, hiện tại em 25 tuổi, em đang là kế toán. Em làm việc chung trường với ông xã em. Hai người đều làm một công việc là có chữ toán ở trong đó. Mà chung một ngôi trường. Dạ, chung trường. Thế thì hai bạn chung trường chắc có lẽ là tình yêu cũng nảy nở phát sinh từ cái trường đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không phải tại trường em công tác, mà tại lúc đó khi mà em gặp ông xã em á, là lúc đó em đang học lớp 10. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên, ái tình đầu tiên từ tình dạ, chồng em đẹp trai quá. Mới thì... lớp 10 thôi mà dễ sợ. Lúc đó em nhìn chồng em như là Trung Minh Quốc Thái á, đẹp lắm. Còn bây giờ là không bằng đâu. Bây giờ đẹp giống ai? Bây giờ giống, bây giờ giống Minh Béo. Ủa gì kỳ vậy? Nói quá nè. Từ Quốc Thái mình xuống Quốc Thuận còn đỡ ngang. Quốc Thái mà xuống Minh Béo. Lúc đó chắc có lẽ là em đâu có ấn tượng gì về cô học sinh này đâu. Không có ấn tượng gì, bất cứ một ấn tượng nào. Lúc đó vô mình vừa thực tập giảng dạy, đồng thời vừa thực tập chủ nhiệm á, thì ban đầu vô thì thấy vợ em là trong lớp á là nhìn thấy đen lắm. Đen. Và thứ hai nữa là lùn. Nhưng mà đừng cái là nhanh nhạy thôi.
và em cũng biết á là học trò nó có cái tình cảm với mình, cứ mỗi lần đi đâu á là bắt đầu là phải thầy chở à, chứ cũng không chịu ngồi sau xe. Tức là lúc đó em ở trong cái tư thế gọi là bị học trò tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thầy mỗi lần vậy lại nói với ông thầy sao? Em nói thầy chở em đi chứ em không đi với mấy bạn đâu. Mà thầy cũng đồng ý luôn. Dạ thì em leo lên thì ông đã thầy đuổi em xuống thôi, nhưng mà mình biết là thầy cũng thích mình tại thầy cũng để ý tới mình. Rồi 2 năm sau là coi như không liên lạc, cũng quên thầy luôn, cũng không nhớ luôn, đến khi mà em... Đúng rồi, trong em chỉ còn động lại Trương Minh Quốc Thái thôi. Dạ. Tại vì xem phim mà nghe. Tôi biết, tôi từng bị rồi. Rồi sao? Rồi sau 2 năm là em thi đến khi em học lớp 12 là em thi tốt nghiệp và thi đại học. Thì lúc đó là bạn em có tặng cho em cái điện thoại. Học đó là năm 2008 là điện thoại là mới bắt đầu lại là sốt á. Em biết giờ gọi cho ai cái em nhớ số thầy, nhưng mà số thầy của em đẹp lắm. Cứ bấm bấm nhưng mà em không gọi, em nhá. Nhá xong cái em tắt. Em tắt xong cái em không, em nghĩ là thầy sẽ không gọi lại đâu, nhưng mà chút xíu nữa sau cái thầy gọi lại. Thầy hỏi ai vậy? Cái em nói dạ thầy em là Vi, học lớp 10 trên 5 hồi đó trường Nguyễn Chiểu, thầy chủ nhiệm em á, thầy có nhớ không? Nói là thầy nhớ rồi. Cái cảm giác của ông thầy mà nhận được cái cuộc gọi của cô học trò từ hồi xưa thì lúc đó thì em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà em cũng nhớ lại à hồi trước á cái cô học trò này thích mình nè. Đó chỉ nhớ vậy thôi. Rồi sau đó thì cũng em cũng là gọi điện qua lại hỏi thăm này kia. Thì cái đêm trước hôm thi tốt nghiệp á, gần em đi ngủ em lại thấy tin nhắn, em mở ra coi à, anh thích em, ngày mai thi tốt nhé. Ở tình yêu điện thoại nha. Thì lúc đó đó thì à, em thấy là cô bé lớp 10 ngày nào giờ sao thay da đổi thịt, thay da đổi thịt khổ sao quá, xinh xắn quá. Khoảng này lúc đó mình cũng chưa có người yêu nữa, mình cũng biết chắc là cô bé này nó thích mình nữa. Nên thôi vậy là mình chắc ăn rồi, nhắn tin tỏ tình luôn. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ 3 năm sau thì tụi em 3 năm cưới. Rồi trong 3 năm đó giữa thầy và trò là có cái gì nó đi vượt quá không? Dạ không ạ, thì tại vì em là giáo viên á thì mình phải giữ cái hình tượng người thầy, mình làm cái chuyện gì mà không có hay á mà học trò mình nó biết á, mình sẽ nói học trò nó không phải nghe nữa. Cho nên là tụi em yêu nhau thì cũng bình thường, là dẫn đi ăn trong tháng rồi thôi, giữ gìn cho tới ngày cưới luôn hả? Dạ. Ôi siêu phàm thiệt. Và ông thầy này đúng chuẩn mực là một ông thầy rồi. Hay mà thầy là phải chuẩn đó. Thì chắc chắn cái đêm tân hôn đó tuyệt vời lắm đúng không? Thì ông thầy cũng phải làm ông thầy luôn. Chắc chắn phải làm ông thầy chỉ cho cô này luôn. Đúng không? Nói thực sự đêm tân hôn thì vợ chồng em tới ngày thứ 3 mới được tân hôn á. Chắc là đếm tiền quá. Dạ đúng rồi, bữa đầu tiên là đếm tiền. Thì đưa đám cưới xong rồi khách cửa ra về rồi bắt đầu ôm cái thùng tiền về nhà đếm. Thì nghĩ là chắc là tiền cũng ít lắm, không có nhiều rồi nhiều đâu. Bắt đầu ngồi đếm. Rồi cuối cùng ngồi hai vợ chồng đếm hoài hơn tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng ngồi chưa xong, phải kêu cha mẹ rồi anh em thì vô phụ đếm nữa thì nó mới xong được. Và đếm xong rồi tới 2 giờ sáng tiêu. Mệt quá đúng không? Mệt quá rồi ngủ luôn. Qua một đêm, đêm thứ nhì. Dạ, đêm thứ nhì thì tối thì ảnh nằm chờ sẵn rồi, nhưng mà mình mới làm dâu thì cũng phải dọn dẹp. Sau đó thì mệt quá. Là mất 2 đêm. Dạ. Em lên em ngồi nằm chờ sẵn rồi, vô cũng hí hửng lắm. Rồi xong vô tự nhiên vừa quay qua ngủ mất tiêu. Khều thấy gạch tay cả rồi xong ngủ luôn. Ngủ luôn. Trời ơi, tao dạ. nói chuyện cái cảm xúc nó chuyển từ hí hửng qua hụt hẫng. Rồi đêm thứ ba. Dạ đêm thứ ba thì tân hôn buổi trưa. Phải là trưa tân hôn. Dạ lúc đó là ăn cơm trưa xong thì hai vợ chồng mới vô phòng nghỉ. Nghỉ rồi lúc đó thì nói chuyện qua lại, khều qua kẹo quẹt lại rồi xong rồi mới bắt đầu là có trưa tân hôn. Nhưng mà trưa cũng vui lắm. Vui hả? Dạ. Là vui cả ông thầy. Anh cũng đúng vai trò là một ông thầy luôn. Ông thầy không giảng bài mà được cái là cô học trò cũng 3 ngày mới tiếp thu được. Dạ. Chậm hiểu. Vất vả lắm chị. Vô là vợ em là cười hoài à. Không biết làm sao hết á. Mà nói thay em cười, nói em nhìn anh mới cười quá em cười. Rồi đùng vô cười nữa là giống như bị nhột cái đó. Như vậy đâu có trơn tru đâu ta. Rồi cuối cùng anh có biết em làm sao không? Em lấy cái gối á che mặt vợ em lại á. Trời đất ơi. Rồi lúc đó em mới xong, mới thành công được á. Em phải dựng cái gối cho em. Ê, mở cái gối làm cười nữa. Anh không thể nào tưởng tượng được rằng là một cái buổi trưa tân hôn đầu tiên mà hai cái mặt không thể nào nhìn nhau được. Mà hai cái mặt nhìn cái gối là một cái hì hụt nè. Trời ơi. Nhưng mà chị hỏi nè, như vậy á thì là trong cái cuộc sống vợ chồng á, là cho đến thời điểm này là thầy vẫn giữ vai trò của người thầy hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, giảng dạy em giống như học trò đó. Mà thầy dạy hết luôn. Dạ, ảnh dạy em là em phải cư xử với mọi người như thế nào. Em làm vậy không ăn, phải cách dạ, ở, cách rồi. Làm dạ. Cơm nước phải nấu như thế nào. Mệt không em? Mệt không?
Dạ cũng mệt ạ. Đúng là học trò, có nghĩa là ngây thơ lắm, giống như cái gì cũng chưa biết á, phải chờ đó, thầy chỉ. Em cho ví dụ là đang ăn bánh mì chấm sữa, tự nhiên hỏi câu nói, ủa anh, sữa này làm từ con bò hả? Em cũng biết đừng trả lời sao. Vậy là uống sữa cô gái Hà Lan, cái ủa anh, sữa này của cô gái Hà Lan hả? Dạ em cũng có hỏi luôn. Dạ. Còn ngoài ra còn có những câu hỏi nào khó đỡ không? Dạ nhiều lắm á. Người ta đang nuôi vịt á, tự nhiên la lên, ôi anh, cò kìa. Trời ơi em muốn đồn thổ luôn á. Trời ơi cò đâu, cò, con vịt của người ta mà cò. Là đi qua nhìn thấy con bò á, nói anh ơi con trâu. Nói trời ơi trâu đâu, trâu bò. Ủa sao kỳ vậy? Dạ tại từ hồi nhỏ đến giờ đó em chỉ ở trong nhà, rồi em đi học rồi em về nhà thôi, em không có tiếp xúc với cảnh ruộng lúa đồng ruộng gì hết trơn. Nói chung là em không có. Không, nhưng mà bạn này là có trường hợp chị chứng kiến. Ừ. Tức là chưa tiếp xúc, chưa cảm nhận được. Giống như đi xe mà trên đường đi vậy nè, mà thấy đồi núi ha này cái nọ mà ôi nó, trời ơi chị sa mạc kìa chị. Chị thấy có mà rất chân thành thiệt, cái đó là có luôn. Nói chung là từ những cái nhận định của chị Hồng Vân nói về sự chân thành, dạ, thì bây giờ anh mới hiểu tại sao em gọi chồng em là Minh Béo. Rồi á, máy bay lên trời đó có bóp kèn không hỏi đó thiệt. Thôi anh nghĩ rằng là trong cuộc sống cô học trò này chắc chắn là sẽ còn hỏi em nhiều, hỏi nhiều cái câu, hỏi nhiều nữa. Cũng nói chị luôn là vợ em tin người lắm, cứ nói ra sao nghe vậy. Ví dụ như cái chuyện mà em hồi trước đang ở chung với ba mẹ thì mẹ mới kể nó vui thôi, nói là thằng Thắng ra ngoài nó đi tập thể dục thì nó đâu có đi đâu, nó làm biếng mà nó kiếm chỗ nó ngủ. Rồi sau đó con chó nó đái lên chân nó biết đường, nó tỉnh dậy nữa nó chạy nó đi về. Rồi cuối cùng vô trường kể cho mấy thầy cô trong trường nói y chang vậy luôn á. Nghĩa là tin đó là thật luôn. Dạ, tưởng tin đó là thật luôn. Chồng em nói là thật, tại vì chồng em cũng làm biếng tập thể dục rồi ra ngoài dựa cục điện ngủ rồi xong rồi chó đái lên chân rồi dậy. Em mẹ chồng em hiện tại cũng đang ngồi ở dưới. Ồ vậy dạ, đang ở em tưởng là thật em mới kể cho những thầy cô trong trường nghe. Nhưng mà chị hỏi nè, dạ, rồi ngủ là có phải ru không? Dạ là phải ầu ơ với dầu là mới ngủ được, mà ngủ là phải có em kế bên, còn không có là không ngủ được. Vậy đó hả? Dạ. Dạ phải có nằm bên cạnh em mới ngủ mà. Rồi đi mấy lần không đi công tác chứ xíu tới thức đi công tác xa là thức. Dạ, sáng hả? Từ hồi cưới giờ là chưa có đi đâu qua đêm hết. Đi rồi em khóc chịu không được, không trời đi đâu. Chết được. Rồi. Bây giờ em chưa nôn có con là đúng rồi. Y chang em nuôi con còn gì. Đó, nuôi này nuôi một đứa con là anh nghĩ đó là những cái đức tính đáng yêu của vợ em á chứ. Ông thầy này rất là chiều học sinh. Đúng rồi. Còn em, ông thầy này nè, ông có tật xấu gì không? Dạ thì chồng em thì hay nóng tánh. Ví dụ nếu như mà đã chiều vợ được á thì chiều luôn 100% đi, chứ đến khi mà chiều không được giữa chừng bắt đầu la lên. Thầy nói em có biết hiểu không? Hỏi vậy lúc con lên cơn đó là kêu thầy chứ. Dạ, thầy nói em có hiểu không? Dạ. Cũng nhiều khi em ở trên trường á, rồi em dạy học trò nó nghe bực quá, rồi về nhà nói vợ không nghe bực quá thì nói giống như là học trò trên trường vậy đó. Tụi em á thì chị nghĩ rằng á, chồng em á là đủ tất cả những cái phẩm chất của một cái người chồng, một người cha sắp tới và một người trụ cột của gia đình rồi. Yeah. Đó cho nên rằng chỉ là em xem xét xem là cái việc nóng tính mà vợ em mong muốn em thay đổi, em coi có điều tiết được hay không. Bởi vì vai trò của em bây giờ vẫn là người thầy, vẫn là người trụ cột của gia đình, mà vợ em vẫn hoàn toàn nương tựa cho em. Cho nên là chị nghĩ rằng em đủ bản lĩnh, em điều tiết được cái cuộc sống của gia đình em rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, và chắc chắn là anh hy vọng hai vợ chồng về sẽ có một đứa con. Dạ.